Báo cáo mới đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS cho biết, thị trường bất động sản quý 3 nói riêng và 9 tháng từ đầu năm đã phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn nhờ sự ổn định của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Các bộ luật gồm Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 và Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, sớm hơn 5 tháng so với dự kiến, đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường. Các phân khúc bất động sản từ nhà ở, thương mại tới bất động sản công nghiệp đều cho thấy dấu hiệu tăng trưởng với nhiều dự án mới được triển khai. Từ đó, VAS dự báo nếu các yếu tố như chính sách pháp lý, tài chính và đầu tư công tiếp tục được cải thiện, thị trường quý cuối năm sẽ tăng nhiệt, nguồn cung nhà ở sẽ tiếp tục được thúc đẩy, tạo động lực dẫn dắt cho thị trường thông qua hoạt động M&A theo hướng góp gạo thổi cơm chung. Vậy, phân khúc bất động sản nào sẽ dẫn dắt thị trường trong thời gian tới? Để biết câu trả lời, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé! Theo VAS, căn hộ cao cấp sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Một loạt dự án sắp ra mắt sẽ cung cấp cho thị trường nguồn cung căn hộ lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Theo số liệu mới công bố của CBRE, riêng tại Hà Nội, các chủ đầu tư dự kiến bổ sung cho thị trường khoảng 10.000 căn hộ mới trong quý cuối năm nay, nâng tổng nguồn cung của cả năm lên gần 30.000 căn, cao nhất 5 năm. Một tỷ lệ lớn nguồn cung dự kiến tập trung ở phân khúc cao cấp. Ngoài ra, sẽ có thêm các dự án hạng sang triển khai mở bán vào cuối năm, tiếp tục kéo mặt bằng giá bán sơ cấp đi lên trong quý cuối cùng của năm. Ngoài căn hộ cao cấp, VAS cho rằng các loại hình khác cũng có triển vọng tích cực. Cụ thể, biệt thự, liền kề, dự báo sơ động, còn đất nền pháp lý sạch sẽ, thu hút nhà đầu tư và nhà ở xã hội có thêm cơ hội nhờ vào các quy định mới. Ngoài ra, bất động sản công nghiệp được dự báo tăng trưởng, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng sẽ có cơ hội cải thiện nhờ vào việc Cordotel được cấp sổ. Theo dự báo của ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc công ty DKRA Việt Nam, trong thời gian tới, với điều kiện kinh tế vĩ mô tích cực hơn, lãi suất cho vay hấp dẫn chỉ 6-6,5% một năm, thị trường địa ốc kỳ vọng sẽ có sự phục hồi tốt hơn. Thị trường dự kiến tiếp tục đà hồi phục từ cuối năm 2023, đặc biệt là ở phân khúc căn hộ và nhà ở vừa túi tiền. Đất nền tại các khu vực có đầy đủ tiện ích, pháp lý rõ ràng và đất thổ cư vẫn sẽ là điểm sáng thúc đẩy nguồn cung tăng. Thị trường bất động sản đang ở giai đoạn chuyển giao, vì vậy sẽ nhạy cảm trước các yếu tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực từ các chủ thể. Báo cáo mới đây của VAS nêu, cũng theo đơn vị này, sự tăng trưởng nhẹ ở một số phân khúc có thể tạo nên đà hồi phục mạnh mẽ nếu các yếu tố hỗ trợ từ chính sách, hạ tầng và tài chính được đáp ứng. Tuy nhiên, câu chuyện tăng giá bất động sản nếu không được can thiệp sớm sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho thị trường và cho cả xã hội. Thực tế, thời gian qua, chuyện tăng giá chung cư ở Hà Nội hay đất nền, đất thổ cư tại một số huyện vùng ven thủ đô gây nhiều tranh cãi. Không ít dự án chung cư tăng giá 50-70% sau một năm, hay nhiều lô đất làng, xã tăng giá lên 70 triệu đồng, thậm chí hơn 100 triệu đồng một mét vuông đã khiến người dân ngày càng khó tiếp cận nhà ở. Để giải quyết tình trạng này, VAS đề xuất nhà nước sớm có các biện pháp hỗ trợ nhằm khơi thông cho các dự án nhà ở thương mại, giá bình dân, nhà ở xã hội. Ngoài ra, VAS cho rằng thị trường bất động sản hiện tại rất cần sự tham gia đồng hành của tất cả chủ thể, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các doanh nghiệp bất động sản và môi giới bất động sản. Theo ông Võ Hồng Thắng, để chuyển sang một chu kỳ phát triển tích cực hơn, tâm lý nhà đầu tư là yếu tố then chốt. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi tại ngân hàng đang tăng cao, cho thấy một bộ phận lớn người dân vẫn giữ tiền mặt, chờ đợi cơ hội đầu tư phù hợp. Vì vậy, những vướng mắc pháp lý cần sớm được tháo gỡ để gia tăng nguồn cung cho thị trường. Từ sau ngày 1 tháng 8 2024, chưa có nhiều dự án được triển khai vì thị trường đang cần thêm thời gian để thẩm thấu các thay đổi về pháp lý. Nếu những vấn đề này được giải quyết, nhiều dự án sẽ có thể tiếp cận nguồn vốn và thị trường sẽ sôi động hơn, giúp cung cầu gặp nhau. Từ nửa cuối năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận sẽ bước vào một chu kỳ phát triển mới với kỳ vọng tăng trưởng bền vững và sôi động hơn, chuyên gia dự báo. Theo bạn, liệu thị trường bất động sản có thể duy trì đà phục hồi và giải quyết tình trạng tăng giá 50-70% trong thời gian tới? Hay cần thêm những biện pháp can thiệp từ nhà nước để đảm bảo sự ổn định? Quý khán giả hãy để lại bình luận ở dưới video và đừng quên nhấn chuông thông báo kênh để không bỏ lỡ nhiều thông tin hấp dẫn khác bạn nhé! Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày?
Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng Cà Phê Lên mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xay sinh tố đa năng Godwell, đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage gun cầm tay Booster U1, giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzzardo, chất liệu vải gió thể thao cao cấp, mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Beats VKM01 TWS, công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện Sharp, thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp, giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W, giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.